Tiếp tục với cái câu chuyện bé gái ở quận 12 bị mẹ bỏ ở khách sạn dẫn đến cái việc mà bị chuột tấn công. Và rất là may mắn, thưa mọi người, cô Hương, chủ của khách sạn đã kịp thời phát hiện và cứu được bé chuột. Và tính tới thời điểm hiện tại là bé chuột đang ở với cô Hương tầm khoảng gần 1 tuần lễ nay. Sức khỏe của bé chuột tốt lên hàng ngày. Hiện tại là cô Hương cũng đang chăm sóc và cái việc mà tiêm ngừa cho bé chuột. Nói chung là mọi người yên tâm cái việc mà cô Hương chăm sóc cho bé chuột. Một cái điều mà mọi người cũng rất là muốn biết về cái tương lai của bé chuột, và cũng như là giấy tờ hoặc là những gì mà mẹ của bé chuột để lại, và có thông tin gì của mẹ bé chuột hay không, thì hôm nay thì cô Hút sẽ chia sẻ cho mọi người trong cái clip ngày hôm nay được cặn kẽ hơn, để mọi người biết thêm những cái thông tin. Sau đây thì cô Hút sẽ nhường lời lại cho cô Hương để cô chia sẻ kỹ để mọi người có cái thông tin về cái bé chuột. Như mọi người cũng biết là ngoài bé chuột ra thì cô Hương còn phải chăm sóc những cái bạn nhỏ khác, nên là cũng tốn rất là nhiều thời gian về cái công việc, với lại là chăm sóc các cháu nhỏ. Thì cô Hương cho con hỏi là ngoài cái việc mà kinh doanh khách sạn ra đó, là còn cái thời gian nữa thì ai chăm sóc cho bé chuột vậy cô? Hình như là cô chăm sóc từ đầu đến cuối. Lúc nào mà cô có việc gì gấp lắm thì cô nhờ các bạn sinh viên tình nguyện á, mấy cái bà giúp việc á, bế hộ cô tí. Nhưng mà cô không yên tâm giao cho ai hết á. Trước khi mà nhờ cô Hương chia sẻ về cái việc mà tương lai của bé chuột với những cái giấy tờ sắp tới mình có thể mình làm đó, thì cô Hương có thể chia sẻ về cái tạm thời con tạm gọi là cái chuyện vui khi mà cô có nói với con là lúc đầu tiên mà phát hiện bé chuột ở trong cái thùng rác, sau đó thì ẵm bé chuột tới cái bệnh viện gần nhất, đó là bệnh viện quận 12. Thì vô trong đó thì rất là nhiều người hiếu kỳ, với lại cũng là rất là nhiều người có lời qua tiếng lại với lại cô Hương. Thì cô Hương chia sẻ cái con tạm gọi là cái chuyện vui trong À, cái kỷ chuyện niệm đó chuyện đi. vui à chuyện vui cô bé em bé vào bệnh viện quận 12 á, cái cô thì chưa sinh đẻ bao giờ, cái tướng nó vẫn còn nhon à. Thế xong cô mặc áo khoác rồi cô đội cái nón kết mới lại cô bịt khẩu trang, thế là từ các bạn xe ôm đến bác sĩ đến mọi người ấy, nói cô mắng mắng nhất là mấy anh xe ôm bảo đánh chết mẹ đi. Chắc lại mãi bấm game bấm điện thoại để con chuột cắn thế này. Cô không nói gì, thế xong lại đến lượt các bác sĩ ấy, bảo làm mẹ như thế này thì không được, để con chuột cắn như thế này là không được, làm mẹ kiểu gì vậy, nên bác sĩ nói vậy. Nhưng mà mấy bạn xe ôm, mấy bạn chạy xe ôm mà có vẻ bức xúc, rất tức, có giận. Lúc đó phản ứng cô như thế nào? Cô cứ để cho mọi người xả hết tức đi, xong xong cô mở khẩu trang ra, xong cô bỏ nón nón kết ra, xong á cô bảo là xin lỗi cả nhà, thế nhìn mặt cô như thế này còn đẻ được không. Thế là mấy từ bác sĩ đến xe ôm những người hiếu kỳ ấy còn bảo là chết rồi. Cô lớn tuổi. Thế xong cô bảo là cô xin lỗi cả nhà, cô là cô kinh doanh khách sạn Hoa Hồng á, thì em bé bỏ rơi tại khách sạn, bỏ thùng rác rồi chuột cắn, thì cô là người đầu tiên cô phát hiện, thì cô ôm em bé vào đây, mấy bạn là kích động quá thì cô cứ để cho mấy bạn kích động, mà may mấy bạn chưa đánh cô. Có một cô nghe lăng mác, không biết là bác sĩ hay là mấy bạn xe ôm hay là mấy bạn hiếu kỳ bệnh nhân ấy, bảo đánh chết mẹ đi. Làm mẹ kiểu gì mà để con chuột cắn như này. Lúc đấy cô không sợ đâu, nhưng mà cô cứ để cho mọi người xả hết tức giận đi. Có một người xô cô nhưng mà không biết là người nào, nhưng không đến mức độ té. Kiểu Đúng tức rồi, quá, dạ. nói chung là đi đến đâu bị Có chửi. thể là những cái người lúc ở trong bệnh viện, đặc biệt là những người chạy xe hay là các người y tá hay là người trong bệnh viện rồi đó, thì Chửi quá trời luôn. có thể là họ nghe đó là lần đầu tiên mà trẻ em mà bị chuột cắn mà họ nhìn thấy á, Họ nên là tức giận. họ
bức xúc bức xúc ha, lắm, đi tại đâu bị la bị chửi, cứ mang mặt em ra, từ bệnh nhân đến bác sĩ đến những người hiếu kỳ ấy, là chửi. Mà dịch Covid thì phải bịt khẩu trang, mà nhìn cô cũng chả ghê người ta tưởng cô là đang 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 nuôi em bé, đang con là của cô ấy. cái chuyện vui, một cái kỷ niệm của cô Hương đối với bé chuột à. Về cái phần giấy tờ của bé chuột đó thì hiện tại bây giờ mình chỉ phỏng đoán thôi, bé chuột là có thể là trên 15 ngày tuổi. Về cái phần giấy tờ thì cô dự định là sắp tới sẽ như thế nào và đặt tên đồ như thế nào vậy cô Hương? Cô thì bây giờ là có những em làm được giấy khai sinh rồi, có những em chưa làm được giấy khai sinh, nó có nhiều vấn đề lắm. Cho nên là cô đợi khoảng 1 tháng, cô đợi đúng khoảng 1 tháng xem mẹ có tìm lại em không. Nếu mà em mẹ không có ý định nuôi thì để lại cho cô nuôi, nhường lại quyền cho cô nuôi, thì mẹ cung cấp cho cô cái giấy khai sinh nhé, à, cái giấy chứng sinh nhé, để cô làm thủ tục giấy khai sinh cho con đi học. Nếu mà mẹ không xuất hiện á thì cô sẽ đi đăng báo 3 kỳ, tất cả các cháu bỏ rơi cô đều đi đăng báo 3 kỳ thì mới làm được giấy khai sinh cho các con được. Con xin phép hỏi cô một câu nha cô. Thì ở clip trước thì cô cũng có nói là cái việc là nếu mà mẹ muốn thật tâm mà nhận lại bé chuột thì cô sẵn sàng cô sẽ trả lại. Nhưng mà cô làm kỹ lắm, cô phải kêu bố mẹ của cái bạn mà sinh ra em bé này, Ông bà nội hoặc ông bà ông ngoại. bà nội, ông bà ngoại, à, phải cam kết với cô là thay cô, nếu mà thật sự người ta thiện chí người ta nhận lại em á thì phải người lớn ra nói chuyện với cô và cam kết với cô thì cô mới giao em cho, chứ còn giao cho bạn đó là cô không có giao. Cô nói thẳng phải có người lớn bảo lãnh, nếu mà giao cho bạn đó tức giận lên lại ném sọt rác lần nữa thì đúng là em xấu xố. Cho nên phải có người lớn đứng ra bảo lãnh thì cô mới cho xin lại em. Nếu như những cái yêu cầu của cô như vậy thì sau khi là mọi người nghe cô nói như vậy thì con nghĩ nha, theo con nghĩ thì mọi người sẽ không có đồng ý, tại vì họ nói là ở với cô sẽ tốt hơn. Con thật sự con Không, biết nhưng là mà mọi cô người phải sẽ xem xét hoàn cảnh nữa, tới xem người tới ta, nhà hoặc là như thế nào phải cô phải nghe người xem, lớn nói chuyện rồi đó ha. cô phải xem xét hoàn cảnh, là sau cô phải trình báo ra pháp luật nữa, thì cô phải hỏi ý kiến pháp luật, rồi cô hỏi ý kiến những anh chị lớn hơn ấy. Về trường hợp này, nếu như mà muốn xin lại em thì phải có ông bà nội, ông bà ngoại đứng ra bảo lãnh cam kết với cô, thì cô phải xem xét chán cô mới giao em, chứ còn trong đầu cô là không, cô không có ý định là trả lại em, Không có trả cho mẹ trực không, tiếp. nhất định không trả. Trong đầu cô là nhất định không có ý định trả lại em, bởi vì là hành động như thế này cô sợ lại có thể lần sau nữa. Với lại mình cũng không biết là mẹ của bé chuột có cái vấn đề về thần kinh hay là gì Đúng không, mình đấy, cũng không biết đúng cho không? nên Mình phải gặp người là lớn. phải, nếu mà muốn nhận lại em bé thì phải đi xét nghiệm bác sĩ xem vấn đề thần kinh có bình thường không. Bây giờ khùng khùng điên điên nhiều lắm đấy, bà bầu mấy bà bầu cô nuôi cũng khùng mới điên không à đến lúc gặp mà sinh nhá thì nói chuyện chả điên tí nào, chả khùng tí nào đến lúc sinh về khói lại chửi với đập phá đồ đấy. Cô có gửi mấy clip mà mấy mẹ bầu tâm thần cho cô, cho con xem Dạ, đấy. con có xem. À, đến lúc gặp sinh chắc đẹp trai hay sao á trả lời mượt mà thế, chẳng giống tâm thần thế nào. Thế là mấy bạn coi cái YouTube cái kênh đó nhỉ, cái bài đó hả, Dạ. à, mấy bạn chửi quá trời Một tháng sẽ làm giấy tờ là có nghĩa là nửa tháng nữa hay là một tháng nữa một tháng nữa có nghĩa là cháu cô đợi trong vòng 1 tháng nữa cô làm giấy tờ. cô Thì có cô nuôi nhiều rồi, tất cả các thủ tục cô đều dành hết rồi. chưa dự định là đặt tên cho bé chuột Thì cô cũng đặt có mấy tên nhưng mà cô chưa quyết định. ở đây là các cháu là họ giáp hết Họ giáp hết rồi. Giáp Anh Bảo, giáp Anh Tuấn, giáp Thị Bảo Linh, giáp Tiến Dũng, nhiều giáp lắm. Thì cô họ giáp mà. Ngủ để ở dưới giường hoặc là người khác ẵm thì Giống như là bẹn hơi mẹ hương rồi, người khác bé khóc lắm.
Sắp tới đây mình còn phải đưa bé chuột đi kiểm tra sức khỏe gì nữa không? Có, chiều nay cô cũng đi nữa này, ngày nào cô cũng đi, cứ đi lên cho nó chắc ăn. Bệnh viện nào cô? Bệnh viện nhiệt đới, bệnh viện Nhi Đồng được, bệnh viện Nhi Đồng bây giờ kiểm tra được. Hiện giờ là kiểm tra vết thương ở ngoài hay là mình còn chích ngừa cho cháu gì nữa không? Không, chích ngừa xong rồi bây giờ là đo nhiệt độ mỗi ngày, xong là kiểm tra tim rồi các xét nghiệm làm hết rồi. Mạnh thường quân cho đấy. Dạ. Cho là cái này cho riêng cho bé chuột. Cho bé chuột thì sữa đầy kìa. Dạ. Là đủ hết rồi. Nói chung là cô Hương là cũng cái việc mà chăm sóc trẻ em giấy tờ rồi các thứ Mà là cô dành thủ tục rồi. rành hết, không có những cái dụng cụ là cũng không có thiếu gì hết. Cô nói là Ừ. có Mạnh Thường Quân sắp tới là chuẩn bị cho cái nôi điện. Có mua rồi, đang ở dưới đó. Có cái nồi điện rồi. Dạ. Mì sữa đây, tã đây. Tả sữa đây. Cô để dưới gầm này. Đây quần áo mấy chuột đây. Là mua cái thùng đầy đủ hết. Đầy đủ. Gối Nói chứ ở với cô Hương thì thổi sạch sẽ lắm sạch sẽ, cô thoải chăm mái. kỹ lắm. Dạ. Tất cả là vệ sinh sạch sẽ, sát khuẩn sát trùng hết, ga trắng tinh, chạm cô dọn phòng sạch, không để cái gì mà giận dù, chỉ những cái cần thiết nhất cô để đây. Ví dụ mình tắm cho các em cái là có quần áo luôn, còn cái gì không cần thiết cô mang ra ngoài hết để cho cái phòng nó thoáng á. Với lại cho cô xài bằng ga trắng hết để cho nó giống như bệnh viện này đó, sạch sẽ. Là bé chuột lại ở chung với lại các anh của bé chuột nữa Bé là chuột với lại mẹ Hương ngủ chung, còn các anh có nệm này. Mấy anh nằm nệm riêng hết, mấy anh không nằm chung với bé chuột. Bé chuột đang đau cho nên chỉ có mẹ với bé chuột nằm với nhau thôi. việc mà sữa sùng của bé chuột đó là uống cháu nó uống có khỏe không con? Mấy hôm đầu lười ăn lắm, không ăn không uống, ăn ít lắm. Bữa nay thì cũng uống sữa rồi, chứ chưa ăn được bột, uống sữa rồi. Cái loại chuột, con chuột đã tấn công cả vào mỏ nên em lười ăn lắm. À, mọi người thì những cái thông tin về bé chuột thì GoFood sẽ tiếp tục cập nhật cho mọi người ở những cái clip tới. Mình cũng có chia sẻ với mọi người về cái việc thiện nguyện của cô Hương là giúp đỡ cho những cái mẹ bầu, những cái trẻ em cơ nhỡ như cô cũng có nói, những cái bạn trẻ mà lỡ có thai ngoài ý muốn, có muốn sanh nở hay là như thế nào có liên hệ với lại cô Hương sẽ giúp đỡ cho các bạn. Tiếp theo thì GoFood chia sẻ thêm với mọi người về cái việc thiện nguyện của cô là cô cho quần áo cũ và nhận những cái đồ từ những mạnh thường quân, những cái người mà muốn gửi đến cho cô để mà gửi chuyển sang những cái hoàn cảnh khó khăn, những cái vùng sâu vùng xa. Mọi người rất là nhiều ở trước khách sạn cô nữa. Đây là một cái cháu trai, cũng thời gian trước á, cũng có duyên với lại cô Hương, cô Hương chăm sóc cho cháu này cũng đã rất là nhiều năm rồi. Đó, trắng trẻo đẹp trai. Vô trong đây cho đỡ ồn chút ha cô Hương. Dạ. Dạ. Ở đây mình mở đèn lên được không cô Hương? Dạ cô mở giùm con. Ai thiếu gì đến lấy, ai thừa thì cũng mang đến đây. Mì tôm là Mì cô tôm gửi như thế nào? á là cô phát mỗi bạn 1 đến 2 thùng, tại vì bạn nào mà không có mì tôm hoặc thích mì tôm ăn, bạn nào khó khăn ấy thì đến đây lấy mì tôm, tại vì cô còn một đống mì tôm nữa. Mì tôm thì là cô mua hồi đó, cô mua cô đi làm từ thiện á, bây giờ vất vả quá, bận quá không đi được. Có nghĩa là cứ tới đây nói là tôi bây giờ cần mì tôm là cô sẽ cho thôi. Ừ, Vậy thôi đó hả? những người khó khăn đó, Dạ. chỉ cho những người khó khăn thôi. Ở đây mọi người biết tới cô qua cái số điện thoại nào mà mọi người đem quần áo đồ tới đây cô? Cô đọc số điện thoại giùm con. 0989 79 86 86. Cô nói luôn, ai dư quần áo không mặc tới thì mang đến cho cô.
và ai thiếu quần áo mặc thì cũng đến đây lấy về để mặc. Còn ai khó khăn thì đến lấy mì tôm về để ăn, và ai khó khăn thì đến lấy gạo về để ăn. Bây giờ đang còn gạo và mì tôm và quần áo. Địa chỉ ở đây là địa chỉ số mấy cô? Địa chỉ là số L52 Tô Ký, phường Trung Mỹ Tây, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Có nghĩa là vừa xuống dốc cầu vượt Quang Trung về hướng quận 12 là nhìn bên tay trái. Đúng rồi. Là mọi người sẽ thấy khách sạn Hoa Hồng. À, có quần áo bày đằng trước. Có quần áo như bán quần áo. Ai mua cũng bán luôn. Ở đây thì có các bạn tình nguyện viên, rồi các bạn sinh viên hàng ngày tới đây để mà phụ với lại cô Hương soạn những cái đồ gửi đi vùng cao nữa. Đa phần là mình gửi đi, vùng, đi cao. Vùng cao á, vùng dân tộc đó. À, còn ngoài mì tôm với lại quần áo là còn gì nữa không cô? Gạo. Dạ. Gạo, mì tôm, quần áo, bạn nào mà thiếu thì đến đây lấy. Nói chung là mấy cái này là số lượng nhiều, còn nếu mà ai mà có tấm lòng á là cứ cho cái gì là nhận cái nấy. Nhận hết. Đúng rồi. Ai cho mì tôm cô cũng nhận, ai cho gạo cô cũng nhận, ai cho quần áo cô cũng nhận. Vì nhà mình rộng á, mình cứ làm một cái sân bãi đi để giao lưu. Ai cô dẫn con với mọi người ra ngoài. Cho em bé cũng nhận luôn. Cho em bé nhận luôn. Mà trai đẹp không nhận nha. Ở cái khách sạn của cô Hương là dễ nhận biết lắm nha mọi người, khách sạn Hoa Hồng. Đó. Từ cái hướng trước mặt của mọi người là cầu vượt Quang Trung nè. Ở phía đó là bên Gò Vấp. Chạy bên tay vào tay trái là nhìn thấy. Nam nữ gì là trẻ em gì là mình để chung á, à có để riêng nữa. Nhìn giống chỗ bán đồ si quá ha. Đây là sân bãi. Sân bãi. Cô bán giao lưu. Ai thiếu thì cứ lấy. Để cả ngày cả đêm mà. Có để ban đêm luôn hả? Ai mà trời mưa không có quần áo mặc cứ lấy mà mặc. Vào tắm thoải mái. Có dịch vụ đó nữa hả? Có tắm thoải mái. Nếu mà ai không có tiền nhặt đường xa hoặc say rượu hoặc là đường xa không về nhà được mà không có tiền cô cho ngủ nhờ. Đã như vậy. Mấy bạn nào mà khó khăn không có tiền đó thì cô cho ở nhờ. Hiện nay trên lầu 4 cô cho ở từ thiện. Những bạn khó khăn với hoàn cảnh khó khăn. Lầu 4 với lầu 1 là cô cho ở từ thiện. Con hỏi cho con hỏi cô Linh chút xíu nha. Thì cô Hương có chia sẻ là cô Linh cũng làm công việc thiện nguyện, thì những cái thời gian rảnh rỗi thì cũng qua đây để mà phụ với lại cô Hương. Công việc với lại mình phụ gì là mình phụ cô Hương là trong mấy trẻ đồ ở đây hết hả? Đúng rồi, trong mấy đứa trẻ. Dạ. Là cô biết cô Hương lâu chưa? Cũng biết lâu rồi. 2 tháng mới được. 2-3 tháng này. Là cô đi làm từ thiện 2 tháng rồi. Còn biết thì biết lâu rồi. Cô thì cô gần nhà cũng gần ở đây. Dạ. Cái cảm giác mà khi cô làm được cái điều gì đó mình thích á thì như thế nào cô chia sẻ cho con? Rất là vui. Chúng mình làm bất cứ một chuyện gì đó giúp một người nào đó rất là vui. Vui lắm. Thì muốn làm cho nó vừa cuộc khỏe công việc của mình, vừa khỏe cái sức khỏe của mình là một này, hay là cái chăm sóc đứa trẻ nó rơi tội nghiệp, thương lắm. Tại vì riêng về trường hợp của bé chuột thì cô nhận định như thế nào? Thấy rất là tội nghiệp và đã thương cháu, bé thấy rất là đáng thương. Từ bữa mà chuột nó cắn đấy thì nó rất là sưng mặt lên, thương lắm. Nhìn thấy chỉ muốn khóc thôi, nhưng mà bây giờ bé cũng đã đỡ nhiều rồi. Nó mong rằng sẽ được hạnh phúc nhiều hơn. Mọi cái thông tin về bé chuột với lại cái việc thiện nguyện của cô Hương thì mọi người cũng đã có được cái thông tin cơ bản ở trên kênh của con. Trước mắt thì cô Hương cũng có nói là về giấy tờ thì một tháng nữa, nếu mà không có thông tin gì của bên mẹ của bé chuột và gia đình của bé chuột thì cô sẽ làm theo quy trình của pháp luật.
Riêng về sức khỏe của bé chuột thì cô vẫn kiểm tra hàng ngày rồi dạ kiểm tra ở dưới bệnh viện ở dưới Sài Gòn. Dạ rồi, có gì những cái thông tin của bé chuột thì con xin phép sẽ cập nhật và gửi đến cho mọi người ở những cái clip tiếp theo ha cô Hương. Con xin chúc cho cô Hương, xin chúc cho cô Linh làm cái công việc thiện nguyện được nhiều sức khỏe, được nhiều may mắn trong cuộc sống ha cô. Dạ con xin phép kết thúc clip ở đây nha. Dạ.